Công ty Space Solution Villa xin kính chào tất cả các bạn. Ở video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một lệnh mới trong Enix Surface, đó chính là lệnh True Cup. Lệnh True Cup là lệnh tạo một bề mặt đi qua các cái mặt cắt đã có trước và nó sẽ bám theo biên dạng của điểm đầu và điểm cuối. Để kích hoạt lệnh True Cup, các bạn tích vào bên phía bên trái của màn hình. Đó. Ở phần Selection, chúng ta sẽ chọn các bề mặt cắt của các chi tiết mà chúng ta muốn cái bề mặt được tạo ra sẽ đi qua các cái mặt cắt này. Nó tương tự với lệnh True Cup Mesh. Với trường hợp True Cup Mesh nó có các đường Primary và các đường Section, đúng không ạ? Với trường hợp này, chúng ta chỉ cần chọn các đường cắt thôi, rất đơn giản. Chọn đường nhất và bấm chuột giữa và chọn đường thứ hai. Các bạn để ý rằng các cái vector này nó phải cùng một chiều. Ví dụ như đảo chiều này nó sẽ làm chúng ta xoắn vật liệu, đúng không ạ? Đó, chúng ta phải để cùng một chiều hết. Tiếp theo và bấm chuột giữa để chọn đường thứ ba. Đó. Như vậy là chúng ta đã có một mặt phẳng đi qua ba cái mặt cắt 1, 2 và 3. Đó, nó sẽ tạo ra một các đường này. Với First Section và Last Section thì như phần True Cup Mesh tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Nó sẽ tạo cho các bạn cái mặt phẳng sinh ra sẽ tiếp tuyến với một mặt phẳng có cho trước hoặc là tạo với mặt phẳng cho trước một đường cong liên tục. Đó, tùy các bạn. Với mỗi trường hợp tạo bề mặt phẳng các bạn sử dụng làm sao cho nó phù hợp với cái mục đích mà bạn tạo ra đường tròn đó. Tôi muốn giới thiệu đến các bạn nữa một cái phần, đó là cái phần pre-shape này. Đó. Các bạn tích vào phần để điều khiển các cái đường boy này. Ví dụ các bạn điều khiển, chúng tôi thường hay dùng nhất điều khiển by point này. Đó. Nó sẽ tạo ra các cái điểm point để chúng ta chỉnh các cái đường đi quỹ đạo của đường cong này. Đó, ví dụ trường hợp tôi chỉnh này. Đó. Các bạn sẽ thấy độ đường cong khác nhau này. Đó. Các bạn thấy đường cong nó khác chưa ạ? Tôi sẽ làm thêm một ví dụ nữa về True Cup Mesh này. Đó. Các bạn chọn các đường. Chọn đường thứ nhất. Đường thứ hai. Các bạn biết sao ạ? Các bạn nhìn thấy vector đang đối chiều nhau đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải chỉnh cho vector cùng chung một chiều hết. Tương tự, chuột giữa, chọn đường thứ ba. Chuột giữa, chọn đường thứ tư, chuột giữa. Đó. Nên là nó sẽ phụ thuộc vào các cái chiều dài của các đường và điểm đầu và điểm cuối của mỗi cái section chúng ta chọn. Tương tự với trường hợp chúng ta chọn hết toàn bộ chiều dài các đường này. Connect cover này. Một này. Chuột giữa này. Hai này. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Đó. Các bạn nhìn thấy nó sẽ có cái điểm đầu và điểm cuối tùy thuộc cái việc các bạn chọn như nào. Tôi xin kết thúc cái phần hướng dẫn về lệnh True Cup tại đây.